Chào tất cả các em học sinh đang xem video hướng dẫn tự học môn vật lý tại nhà. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em ôn lại kiến thức từ bài 1 cho đến bài số 6 trong chương trình vật lý lớp 8 để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ. Và bây giờ thầy trò chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức thông qua 20 câu hỏi trắc nghiệm sau đây. Câu 1 chuyển động cơ học là sự thay đổi a khoảng cách của vật chuyển động so với vật mốc b vật tốc của vật c vị trí của vật so với vật mốc và d phương chiều của vật theo khái niệm về chuyển động cơ học thì là sự thay đổi vị trí của vật so với vật mốc theo thời gian cho nên đáp án đúng của chúng ta là c câu 2 theo dương lịch một ngày được tính là thời gian chuyển động của trái đất quay một vòng quanh vật mốc là A trục trái đất, B mặt trời, C mặt trăng và D sao hỏa. Thì một ngày được tính là thời gian mà chuyển động của trái đất quay quanh trục của nó chính là A. Câu 3. Dụng cụ để xác định sự nhanh hay chậm của một chuyển động gọi là A phong kế, B nhiệt kế, C tốc kế và D amper kế. Thì dụng cụ dùng để xác định vận tốc của một chuyển động đó chính là tốc kế. Câu 4. Thành tích của một học sinh trong giải điền kinh ở nội lực dung à, chạy cự ly 1000m với thời gian là 2 phút 5 giây. Vận tốc trung bình của học sinh đó là À, để tính vận tốc trung bình à, thì các em áp dụng công thức đó là v bằng à, s chia à, t. À, các em à, chú ý là trong câu đề bài người ta cho thời gian là 2 phút 5 giây. Các em cần phải đổi ra đơn vị giây. 2 phút 5 giây thì à, đổi ra đơn vị giây sẽ được là à, 125 giây. À, lúc này các em à, thế số vào và các em tính được các em lấy 1.000 chia cho 125 tính được 8 m trên dây như vậy đáp án đúng của câu 4 là B câu 5 một máy bay cất cánh từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội trên đoạn đường dài 1.260 km với vận tốc trung bình là 200 m trên dây tính thời gian uh, máy bay bay a 1,45 giờ b 1,75 giờ c 1,15 giờ và d là 2 giờ uh, để tính uh, thời gian bay uh, các em áp dụng công thức đó là t bằng s uh, chia v uh, các em uh, lưu ý là trong uh, đề bài người ta cho vận tốc tính theo đơn vị mét trên giây các em đổi ra đơn vị km trên giờ bây giờ thầy hướng dẫn cho các em đổi vận tốc từ 200m trên giây ra đơn vị km trên giờ thì các em thực hiện như sau đó là 200 nhân với 3.600 và đem chia cho 1.000 và à, kết quả à, chúng ta tính được chính là 7.200 km trên giờ à, sau khi đổi đơn vị à, vận tốc ra đơn vị km trên giờ các em à, áp dụng công thức à, t bằng s chia v để tính thời gian s là bằng 1260 km chia cho 7200 và kết quả ta được là 1,75 giờ như vậy đáp án đúng của chúng ta là b câu 6 hình nào sau đây mô tả hai lực cân bằng thì à, khái niệm về hai lực cân bằng là hai lực cùng phương, ngược chiều, à, cùng độ lớn và cùng tác dụng lên một vật. À, ta thấy hai lực này không phải là hai lực cân bằng vì nó không cùng phương. À, câu này cũng là không phải hai lực cân bằng. Này cũng tương tự như vậy. À, câu D hình D là hai lực cân bằng. Vậy phương án à, đúng trong câu 6 là D. Câu 7. Khi xe ô tô đang chuyển động trên đoạn đường thì đột ngột phanh, hành khách trên xe bị xô về phía trước là do A lực ma sát, B trọng lực, C quán tính và D lực đàn hồi. Thì hành khách xô về bị xô về phía trước là do quán tính. Đáp án đúng là C. Câu 8. Khi rửa rau sống trước khi dọn lên đĩa, người ta thường để rau vào rổ và vải mạnh cho nước văng ra, rau ráo bớt nước. Đó là dựa vào tác dụng của A lực ma sát, B quán tính, C trọng lực và D lực đàn hồi. Thì đây là tác dụng của quán tính. Cho nên đáp án đúng là B. Câu 9. Khi chuyển các kiện hàng từ trên cao xuống dưới đất bằng mặt phẳng nghiêng thì giữa kiện hàng và mặt phẳng nghiêng xuất hiện a lực ma sát trượt b trọng lực c lực ma sát lăn và d là lực ma sát nghỉ à, thì trong phương án này đáp án đúng của chúng ta là a lực ma sát trượt câu 10 vật chỉ chịu tác dụng của hai lực cặp lực làm cho vật đứng yên và tiếp tục vật đứng yên a hai lực cùng cường độ cùng phương, b hai lực cùng cường cùng phương cùng chiều, c hai lực cùng phương cùng độ lớn và cùng chiều, d hai lực cùng đặt lên một vật cùng cường độ có phương và nằm trên cùng một đường thẳng ngược chiều nhau. À, về hai lực cân bằng, các em à, chú ý à, khi một vật đang đứng yên mà chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật vẫn tiếp tục đứng yên. Còn vật khi đang chuyển động mà chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Như vậy trong câu hỏi này đáp án đúng của chúng ta là D. Bây giờ thầy rồi chúng ta cùng nhau bước sang đề số 2. Câu 1 Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Chuyển động cong là chuyển động tròn. B. Chuyển động tròn là chuyển động cong. C. Hai vật cùng chuyển động so với vật thứ ba thì hai vật đứng yên so với vật so với nhau. D. Hai vật cùng đứng yên so với vật thứ ba thì hai vật chuyển động đối với nhau. Thì à, trong phương án người ta đưa ra, phương án B là chính xác. À, câu 2 Công thức nào sau đây dùng để tính vận tốc trung bình của một chuyển động? A. v bằng t chia s. B. v bằng t nhân s. C. v bằng s chia t. Và D. s bằng v chia d, v chia t. Thì trong trường hợp này công thức dùng để tính vận tốc trung bình của một chuyển động chính là câu C. Câu 3, chuyển động của đầu van xe đạp so với vật móc và mặt đường. Khi xe chuyển động thẳng trên mặt đường là A, chuyển động thẳng, B chuyển động tròn, C chuyển động cong và D là phức tạp là sự kết hợp giữa chuyển động thẳng và chuyển động tròn. À, thì trong phần có thể em chưa biết thì chuyển động của đầu van xe đạp khi so với vật móc là mặt đường thì đây là một chuyển động à, phức tạp. Cho nên đáp án đúng của chúng ta là D. Câu 4. Hai xe khởi hành đồng thời tại hai địa điểm A và B cách nhau một quãng AB bằng S. Đi cùng chiều nhau với vận tốc mỗi xe là V1 và V2, trong đó V1 lớn hơn V2. Sau thời gian T thì hai xe gặp nhau. Ta có A S bằng V1 cộng cho V2 tất cả nhân T. B. S bằng V2 trừ cho V1 tất cả nhân T. C. S bằng V1 trừ cho V2 tất cả nhân T. Và D. Tất cả các câu đều sai. Đây là quãng đường AB. Và cùng nhau chuyển động cùng chiều về C. À, xe A à, chuyển động từ A về C à, với quãng đường là S1 xe B à, chuyển động về C với quãng đường là S2 à, thì nhìn vào sơ đồ thì các em thấy à, AB à, thì sẽ bằng S1 trừ cho S2 mà S1 thì bằng V1 nhân cho T à 1 trừ cho S2 thì bằng V2 nhân cho T2. À, các em lưu ý rằng hai xe chuyển động cùng lúc cho nên T1 bằng với T2. À, lúc này các em có V1 trừ cho V2 tất cả nhân cho T và à, bằng S S là AB à, như vậy đáp án đúng à, trong câu này chính là à, C câu 5 nói vận tốc là 4 m trên dây nghĩa là bằng 10 bộ A 144 km/h, b 14,4 km/h, c 0,9 km/h và d 9 km/h. Để chọn phương án đúng thì các em cần đổi 4 m dây ra đơn vị km/h. Và bây giờ thầy hướng dẫn cho các em đổi. 4 m/s thì các em đổi ra đơn vị km trên giờ sẽ bằng 4 nhân cho mét đổi ra đơn vị km trên giờ thì sẽ được 1 một phần 1 một đem chia cho dây đổi ra giờ thì được 1 phần 3.600 giây 14,4 km trên Như vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là B. Các em bước sang câu số 6. Một vận động viên bơi lội bơi được 6 vòng dọc theo bờ hồ có chiều dài là 90 m hết 10 phút. Vận tốc trung bình của người đó. Các em chú ý đề bài người ta yêu cầu chúng ta là chọn phương án C sai. Khi mà chúng ta không biết giải cái câu này Thì để chọn phương án đúng cho các câu trong câu hỏi này Thì chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ Khi mà người ta yêu cầu chúng ta chọn phương án sai Điều đó chứng tỏ có 3 phương án sẽ đúng Và khi đổi ra cùng một đơn vị thì sẽ có kết quả như nhau Bây giờ các em đổi tất cả các đơn vị ra đơn vị mét trên dây thì khi đổi 6,48 km trên ra đơn vị m trên thì các em sẽ được 1,8 m trên Còn khi đổi 108 m phút ra đơn vị m trên thì các em cũng được là 1,8 m trên giây. À, như vậy Nhìn vào kết quả thì các em thấy phương án A, B và C là cùng kết quả Còn phương án D là khác kết quả với phương án người ta cho Vậy thì khi giải bài toán này Kết quả của vận tốc trung bình của người này sẽ là 1,8m trên giây Cho nên đáp án sai của chúng ta trong câu số 6 là D Câu 7 một ô tô lên dốc với vận tốc là 16 km giờ khi xuống dốc ô tô này chuyển động nhanh hơn gấp đôi so với vận tốc khi lên dốc đi xác định vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường khi lên dốc và xuống dốc giả sử thầy gọi khi ô tô lên dốc với con đường là AB thì khi xuống dốc cũng với quãng đường là ab đi tính vận tốc trung bình thì các em sẽ thấy v trung bình sẽ bằng quãng đường thứ nhất cộng với quãng đường thứ hai đêm chia cho thời gian đi trên quãng đường thứ nhất cộng cho thời gian đi trên quãng đường thứ hai à, quãng đường thứ nhất là ab quãng đường thứ hai cũng là ab à, cho nên chúng ta có hai lần ab chia cho thời gian đi trên quãng đường thứ nhất chính là đó là AB chia cho V1 cộng cho AB chia cho V2 sẽ bằng trong trường hợp này AB 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 hết cho nên trên tử còn lại là 2 chia cho 1 trên cho V1 đề bài người ta cho là 16 cộng cho 1 trên cho V2 à, các em chú ý V2 là gấp 2 lần V1 cho nên sẽ bằng là 32 các em thực hiện phép tính và tính được kết quả là 21,333 km trên giờ. Và đáp án đúng trong câu này là C. Câu 8. Hai xe cho hai xe như nhau lúc đầu đứng yên dưới tác dụng của lực FI Xe thứ nhất chuyển động với vận tốc là 3 km/3 trên, m/s trên sau 3 giây. À, dưới tác dụng của lực F2 bằng 2 lần FI thì xe thứ hai đạt vận tốc như trên trong thời gian bao lâu? À, thì khi mà lực tác dụng gấp đôi thì thời gian để mà xe đạt vận tốc là 3 m/s trên giây, sẽ chỉ còn một nữa. Như vậy đáp án đúng của chúng ta trong câu hỏi này chính là A. Câu 9. Một ô tô đang đứng yên trên mặt đường. Lực tương tác giữa bánh xe và mặt đường là A. Lực ma sát trượt, B. Lực ma sát lăn C. Lực ma sát nghỉ và D. là Lực đàn hồi. À, thì khi mà bánh xe đứng trên mặt đường thì dưới trọng lực tác dụng lên xe làm cho bánh xe này bị biến dạng cho nên bánh xe xuất hiện lực đàn hồi tác dụng lên mặt đường như vậy đáp án đúng của chúng ta trong câu hỏi này chính là d lực đàn hồi câu 10 những cách nào sau đây để làm giảm lực ma sát a mài nhẵn bề mặt tiếp xúc của mặt của giữa các vật B thêm dầu mỡ và C làm giảm lực ép giữa các vật lên nhau và D tất cả các biện pháp trên thì để làm giảm lực ma sát thì các em có thể thực hiện được ba cách trên. Như vậy cả ba phương án trên đều đúng. Cho nên đáp án đúng của chúng ta là D. Vừa rồi, thầy đã hướng dẫn cho các em ôn lại kiến thức từ bài 1 cho đến bài số 6 ở à, thông qua hai 10 câu hỏi trắc nghiệm. Và sẽ hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo trong phần ôn luyện để kiểm chuẩn bị tốt cho phần kiểm tra giữa kỳ môn vật lý lớp 8. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.